Mến chào quý cô chú anh chị đến với video mới nhất của kênh LTK Bonsai. Hôm nay kênh có quay trở lại nhà vườn của chị Mai ở Sa Đéc, Đồng Tháp để review giao lưu đến quý cô chú anh chị mặt hàng hoa kiểng. Thì hôm nay hoa giấy Mỹ ghép nhiều màu, cẩm thạch có, lá thái có, ngũ sắc. Thì số điện thoại liên lạc của chị Mai thì có ghi trên tiêu đề nha. Quý cô chú anh chị gọi điện hoặc là nhắn tin qua Zalo để mua hàng ha. Hồi chào chị Mai ơi. Dạ, xin chào anh Tính, xin chào cô chú anh chị trên kênh LTK Bonsai. Lời nói đầu tiên cho em gửi lời cảm ơn cô chú anh chị đã tin tưởng và ủng hộ nhà vườn em vừa qua. Hôm nay nhà vườn em có về một số loại giấy như là loại mới như là rượu vang, dưa hấu, ngũ sắc, cẩm thạch và một số loại giấy khác. Rất mong cô chú ủng hộ ạ. Số điện thoại của em là 0939 89 5549, đó cũng là số Zalo của em. Dạ, để không mất làm thời gian cô chú anh chị, em xin lên cây đầu tiên bên em. Đó là một cây giấy rượu vang ghép gốc Mỹ ạ. Dạ, giống này giống mới nha quý cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 70 ạ. Tán ngang cũng là 70 ạ. Dạ. Cái màu nó hồng hồng rất là ngọt, rất là lạ mắt ạ. Cái phơm tàn rất là đẹp luôn ạ. Bên em nó có quấn tàn sẵn rồi ạ. Hoành em đang vị trí này là 20 ạ. Đế rất là dài và đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, cây này dáng và phơm tàn rất là đẹp. Mã số 1 em xin giao lưu cô chú anh chị là 600 ngàn ạ. Giá này là em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây trong vòng 1 tháng ạ. Khi ship hàng em sẽ ship nguyên cây và nguyên chậu như hình cho cô chú anh chị ạ. Dạ, mã số 2 cũng là cây giấy rượu vang ghép gốc Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 75 ạ. Tán ngang là 70 ạ. Bông này cũng loại này cũng là siêu bông nha cô chú anh chị. Nó rất là rộ bông. Và em là vị trí này là 21 ạ. Cái đế sổ rất là đẹp nha cô chú anh chị, rất là quái luôn. Mã số 2 em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 600 ngàn ạ. Dạ, mã số 3 là một cái giấy chiều tím ghép Mỹ ạ. Lá nó màu vàng chanh, hoa nó màu tím, nhìn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 68 ạ. Tán ngang là 90 ạ. Đế rất là quái ạ. Cuộn cuộn rất là đẹp. Hoành em đang vị trí này là 12 ạ. Mã số 3 em xin giao lưu cô chú anh chị là 350 ngàn ạ. Dạ, mã số 4 cũng là cây giấy chiều tím ghép Mỹ ạ. Hiện cây đang lên rộ bông nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 65. Tán ngang là 90 ạ. Hoành em đang vị trí này là 10 ạ. 9 rưỡi chứ, 9 rưỡi em tính 9. Dạ, mã số 4 em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 350 ngàn ạ. Dạ, mã số 5 là một cây giấy ngũ sắc ghép của Mỹ ạ. Dạ. Cây này đế rất là lớn và đẹp nha cô chú anh chị. Chiều cao em có đo hảo rồi là 1m4 ạ. Tán ngang cũng 1m4 ạ. Dạ, cây 5 màu ạ. Củ này rất là lớn nha cô chú anh chị. Rất già luôn. Hoành em đang vị trí này là 18 rưỡi ạ. Em thích 18. Dạ. Củ già rất là đẹp ạ. Mã số 5 em xin vô cô chú anh chị là 950 ngàn ạ. Giá này là bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây trong vòng 1 tháng ạ. Cái này. Dạ, mã số 6 cũng là cây giấy ngũ sắc ghép gốc Mỹ ạ. Chiều cao của cây cũng là 1m4 ạ. Tán ngang là 1m4 luôn ạ. Hoành đến đâu vị trí này là 23. Củ rất là già và đẹp nha cô chú anh chị. Khi ship hàng em sẽ ship nguyên chậu và nguyên cây như hình vậy. Mã số 6 em xin giao lưu cô chú anh chị cũng là 950 ngàn ạ. Dạ.
Mã số 7 là một cây giấy tím tiết giấy gốc Mỹ ạ. Tím tiết là loại siêu bông nha cô chú anh chị. Nó rất là kẹo bông luôn, nó lên cái là rực rỡ luôn ạ. Chiều cao của cây là 60. Tán ngang là 70. Dạ. Những thông số này là em có đã trừ hao cho cô chú anh chị mình rồi ạ. Hoành em đang vị trí này là 13 ạ. Mã số 7 em xin giao lưu cô chú anh chị là 300 ngàn ạ. Dạ, mã số 8 là một cây chăm mỏi ạ. Một cốt, rất là đẹp nha cô chú anh chị. Cây này thường chậu từ nhỏ bởi vậy rất là khỏe. Khi gửi hàng cho cô chú anh chị em sẽ gửi nguyên chậu như vậy ạ. Chăm mỏi là loại cây nó có bông, có mùi hương nhẹ và hoa nó đổi 4-5 màu nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 1m1 ạ. Dạ. Tán ngang 1m ạ. Hoành em nào vị trí này là 7,5 tính 7 ạ. Dạ. Cái hoa nó nở hoa quanh năm nha cô chú anh chị. Do trời mưa bởi vì cây nó hơi bị rụng bông nhưng nó ra bông liên tục ạ. Mã số 8 em xin giao lưu cô chú anh chị là 650.000. Dạ, mã số 9 là một cây giấy Ấn Độ nha cô chú anh chị. Mặt hoa rất là lớn và đổi màu rất là đẹp ạ. Dòng này cũng ít có ạ, lâu lâu mới có vài đợt. Chiều cao của cây là 60. Tán ngang là 40 ạ. Dạ, hiện cây đang lên búp bông nha cô chú anh chị. À, cái hoành nó hảo hảo này cũng cỡ 7-8 nha cô chú anh chị. Mã số 9 em xin giao lưu cô chú anh chị là 250.000. Dạ, mã số 10 cũng là cái giấy Ấn Độ đổi màu nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây cũng là 70. Dạ. Tán ngang cũng 45 ạ. Dạ, hiện đang cây lên đang lên bông nha cô chú anh chị. Cái hoành nó cũng là 7-8 nha cô chú anh chị, cũng tương đương với cây mới nãy. Mã số 10 em xin giao lưu cô chú anh chị là 250.000 ạ. Dạ, mã số 11 là cây giấy đu cáo gấp Mỹ nha cô chú anh chị. Dạ. Đu cáo nó có mặt hoa nó rất là xiên bông ạ. Đọt tới đâu là bông tới đó ạ. Chiều cao cái cây là 60. Tán ngang là 40 ạ. Rồi em đo hạo chỗ này là 14,5 tính 14 ạ. Có 14. Em quên mã số 11 em xin giao lưu cô chú anh chị là 350.000. 11. Đây là này 12. Dạ, mã số 12 là một cái giấy tím Pháp ghép bông Mỹ ạ. 12. Chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 80 ạ. 12 tới 13. Hoành em đang vị trí này là 10 ạ. Dạ, mã số 12 em xin giao lưu cô chú anh chị là 400.000 ạ. Dạ, mã số 13 là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ. Hoa màu tím ạ, tím Huế, siêu bông. Cây một cốt nha cô chú anh chị. Giấy rất là đẹp ạ. Chiều cao của cây là 90. Tán ngang là 75 ạ. Hoành em đang vị trí này là 10 ạ. Dạ. Mã số 13 em xin giao lưu cô chú anh chị là 350.000 ạ. Dạ, mã số 14 là một cây giấy gốc Mỹ màu cẩm thạch tím Huế nha cô chú anh chị. Dạ. Cây này cái dáng nó rất là đẹp nha cô chú anh chị, cây rất là già luôn ạ. Chiều cao của cây là 50. Tán ngang là 60 ạ. Dạ. Cái đế nó dạng nhắn bay rất là đẹp ạ. Hoành em đâu vị trí này là 13 ạ. Dạ. Đế cuồn cuộn rất là dài, đế sổ. Dạ, mã số 14 xin giao lưu cô chú anh chị là 250.000. Dạ. Mã số 15 cũng là cây giấy cẩm thạch lá nhỏ hoa màu tím ạ. Giấy gốc Mỹ. Chiều cao của cây là 60 ạ.
tán ngang là 60 ạ. Mấy cái này đế rất là quái nha cô chú anh chị. Đế lọn 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 rất là lạ. Và đến đâu vị trí này là 9 ạ. Mã số 15 em xin Zalo cô chú anh chị là 250.000 ạ. Giá này là em bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây trong vòng 1 tháng ạ. Nhận cây có vấn đề gì cô chú anh chị cứ alo cho em ạ. Mã số 16 cũng là cái giấy cẩm thạch lá nhỏ ha, màu tím ạ. Chiều cao của cây là 65. Tán ngang là 70 ạ. Dòng này nó xuyên hoa ra hoa liên tục nha cô chú anh chị. Hoành đang ở vị trí này là 11 ạ. Đế lọn rất là đẹp ạ. Mã số 16 xin Zalo cô chú anh chị là 250.000. Dạ, mã số 17 là một cây giấy đỏ lửa ghép bông Mỹ ạ. Dạ, màu đỏ lửa rất là tươi nha cô chú anh chị. Hiện cây lên mặt hoa rất là đẹp ạ. Hoa nó siêu bông luôn. Chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 60 ạ. Hoành em nào vị trí này là 9,5 tính 9 ạ. Mã số 17 em xin Zalo cô chú anh chị là 350.000. Dạ, mã số 18 cũng làm cái giấy đã lửa ghép bông Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 65. Tán ngang là 70 ạ. Hoành em đang vị trí này là 11 ạ. Mã số 18 cũng xin Zalo cô chú anh chị là 350.000 ạ. Dạ, mã số 19 là cây giấy cẩm thạch hai màu, màu tím và màu hồng ạ. Chiều cao của cây là 60. Tán ngang là 60 ạ. Hoành đâu vị trí này là 8 ạ. Đấy nó cũng đẹp nha quý cô chú anh chị. Đấy nó cũng cũng rất là đẹp. Mã số 19 em xin Zalo cô chú anh chị là 300.000. Mã số 20 là cây giấy tím tiết dạ, dạng tháp nha cô chú anh chị. Cây đây lên hoa rất là nhiều ạ. Cây này là ghép gốc Mỹ nha cô chú anh chị, chiều cao của cây là 80. Em hảo tán ngang ở khu này là 55 ạ. Dạ. Hoành nữa chứ. Dạ, hoành. Hoành này là 9 nha cô chú anh chị. Đê Mỹ. Mã số 20 em xin Zalo cô chú anh chị là 300.000 ạ. Dạ, mã số 21 là một cây giấy gốc Mỹ ép màu tím Pháp, là màu búm tím ạ. Màu búm tím. Dạ, mặt hoa rất là lớn. À, hai bên có viền trắng rất là lạ. Chiều cao của cây là 60. Tán ngang là 70 ạ. À, cái đế này rất là lực nha quý chú chị. Rất là già luôn ạ. Hoành em ra vị trí này là 19 ạ. À, đấy rất là già và đẹp ạ. Mã số 21 xin Zalo cô chú anh chị là 600.000. Dạ, mã số 22 là một cây giấy màu hồng giấy bắp Mỹ nha cô chú anh chị. Màu hồng rất là ngọt ạ. Chiều cao của cây là 65. Tán ngang là 60 ạ. À, màu hồng rất là ngọt, rất là đẹp. Hoành em đâu vị trí này là 12 ạ. Mã số 21 xin Zalo cô chú anh chị là 300.000 ạ. Dạ, mã số 22 là một cây giấy đu cáo ghép bông Mỹ nha cô chú anh chị. Chiều cao của cây là 90 ạ. Tại mưa nó cây nó bị rụng bông nha cô chú anh chị. Nhưng mà cây này nó ra bông liên tục ạ. Chiều tán ngang là 55 ạ. Dòng này cũng là một những dòng mới hiện nay ạ. Cái số lượng đu cá này cũng ít không có nhiều ạ. À, Hoành đâu vị trí này là 16 ạ.
Dạ, đấy rất là già và đẹp nha. Mã số 22 em xin Zalo của chú anh chị là 600 ngàn ạ. Dạ, mã số 23 là một cây giấy cẩm thạch lá nhỏ, hoa màu tím ạ, tím Huế ạ. Chiều cao của cây là 60 ạ. Tán ngang là 80 ạ. Dạ, cây này nó dạng bonsai nha cô chú anh chị. Dạ, bên em có uống sẵn dây ạ. Dạ, cô chú anh chị mình uống thêm ạ. Hoành em ra vị trí này là 19 ạ. Dạ. Mã số 23 em xin Zalo cô chú anh chị là 600 ngàn ạ. Giá này là bao ship tặng nhà cho cô chú anh chị mình và bao sống cây dòng 11 tháng ạ. Số điện thoại của em là 0939895549, đó cũng là số Zalo của em ạ. Dạ. Mã số 24 là một cây giấy 5 màu nha cô chú anh chị. Dạ. Cây giấy gốc màu ghép 5 màu. Màu trắng, màu vàng, màu đỏ, màu trắng màu phát hồng. Đúng không ta? Màu cam nữa. Dạ. Đúng rồi. Chiều cao của cây là 80. Tán ngang là 70. Dạ. Và nên ra vị trí này là 13. Dạ. Mã số 24 xin Zalo của chú anh chị là 400 ngàn. Dạ, mã số 25 cũng làm cây giấy nuôi cáo ghép phong Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 65. Dạ. Em ra hảo có tán ngang nha, tại những cái cây đu cáo này tán ngang nó hơi nhỏ. Tán ngang của cái này em ra là 35. Hoành em ra vị trí này là 13. Mã số 25 xin Zalo của chú anh chị là 350 ngàn. Dạ, mã số 26 là một cây giấy ba màu lửa cái bút Mỹ nha cô chú anh chị. Màu cam lửa, đỏ lửa và tím lửa ạ. Chiều cao của cây là có lộn bên đây. Chiều cao của cây là 70 ạ. Tán ngang là 80 ạ. Dạ, những cây này bên em là có uống dây sẵn nha cô chú anh chị. Về cô chú anh chị mình uống dây thêm ạ. Hoành ra vị trí này là 19 ạ. Đế rất là già và lực nha cô chú anh chị. Mã số 26 xin Zalo cô chú anh chị là 600 ngàn ạ. Dạ, mã số 27 cũng là một cây giấy ba màu lửa. Tím lửa, cam lửa, đỏ lửa ạ. Giấy bốc Mỹ. Chiều cao của cây là 70 ạ. Tán ngang cũng là 75 ạ. Dạ, cây này bên em cũng có uống sẵn nha cô chú anh chị. Uống có dán sẵn rồi. Dạ, thì mình uống thêm ạ. Hoành ra vị trí là 17 ạ. Dạ. Củ rất là già và lực nha cô chú anh chị. Rất là đặc luôn. À, mã số 27 xin Zalo cô chú anh chị là 600 ngàn. Dạ, mã số 28 là một cây giấy cẩm thạch màu tím ạ. Màu tím đậm nha cô chú anh chị. Tại chiều cao của cây là 90 ạ. À, màu tím đậm như này cho quý chị rất là đẹp. Tại nó bị rụng bông rồi. Tán ngang là 80. Màu tím rất là lạ nha cô chú anh chị. Hoành ra vị trí này là 9 ạ. Mã số 28 xin Zalo của chú anh chị là 400 ngàn. Dạ, mã số 29 là cây giấy 5 màu ghép bóng màu của chú anh chị. À, màu đỏ. À, màu đỏ là màu vàng, màu tím tuyết. Rồi màu gì nữa ta? Màu trắng phát hồng với màu hồng nữa nha cô chú anh chị. Màu hồng này mới nè. Màu hồng đó là mới ra. 5 màu. Chiều cao của cây là 95. Tán ngang là 80. Mưa rồi. Hoành em lo ở vị trí này là 11 ạ. Dạ, mã số 29 cũng xin Zalo của chú anh chị là 400 ngàn. Dạ, mã số 30 là một cây giấy cẩm thạch
tím tiết à, cái bắp Mỹ. Chiều cao của cây là 70 ạ. À. Tán ngang là 60. À, cái này dáng cũng khá đẹp nha cô chú anh chị. Dạ. Hoành em ra vị trí này là 13. Mã số 30 xin nhân luôn cô chú anh chị là 300.000. Dạ, mã số 31 làm cây giấy ngũ sắc ghép bông Mỹ nha cô chú anh chị, 5 màu Thái. Dạ. Chiều cao của cây em có đo là 1m4 à, tán ngang cũng khoảng 1m3 à. Dạ. Hiện cây lên rực rỡ bông nha cô chú anh chị. À, cô chú anh chị lưu ý giùm em bông giấy khi vận chuyển nó sẽ rụng bông và lá một ít nha cô chú anh chị. Dạ. Và nên đâu vị trí này là 15. Dạ, đế rất là già và đẹp ạ. À. Màu phật. Dạ, mã số 31 xin Zalo cô chú anh chị là 950.000. Dạ, khi ship hàng em ship nguyên cây và nguyên chậu như hình cho cô chú anh chị. Mấy cây này ship rất là cao nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 32 là cây giấy cẩm thạch màu tím nhạt ạ. À. Giấy bột Mỹ. Chiều cao của cây là 70 ạ. À. Tán ngang là 65 ạ. À. Hoành lên đâu vị trí này là 9 ạ. À. Mã số 32 xin giao lưu cô chú anh chị là 350.000. Dạ, mã số 33 làm cây giấy cẩm thạch màu tím tiết ạ. À. Chiều cao của cây là 45 ạ. À. Tán ngang là 50 ạ. À. Dạ, cây nhỏ nhưng mà rất là nhiều nụ và nhiều bông nha cô chú anh chị. Quanh em đâu vị trí này là 11 ạ. À. Mã số 33 xin Zalo cô chú anh chị là 250.000. Quá nực. Dạ, mã số 34 làm cây giấy cẩm thạch lá nhỏ ha màu tím ạ. À. Cây này một cốt nha cô chú anh chị, giấy bột Mỹ. Chiều cao của cây là 80. Tán ngang cũng là 80 ạ. À. Dạ, cây này nó lên bông rất là chi chít ạ, rất là nhiều nha cô chú anh chị. Hiện cây lên rất là nhiều búp bông. Hoành lên đâu vị trí này là 9 ạ. À. Với sổ nha cô chú anh chị. Khá đẹp. Mã số 34 cũng xin Zalo cô chú anh chị là 350.000. Dạ, mã số 35 cũng là cây giấy cẩm thạch lá nhỏ hoa màu tím Huế ạ. À. Chiều cao của cây là 1m ạ. À. Tán ngang là 75 ạ. À. Cây này dáng cao rất là đẹp nha cô chú anh chị. Hoành em đo chỗ này đi, là 13 đi, 13. Mã số 35 em xin Zalo cô chú anh chị là 400.000. Vặt này nữa. Dạ, một vặt. Dạ, mã số 36 cũng là một cây giấy tím tiếng cái bút Mỹ nha cô chú anh chị. Cây một cốt. Cây này đế rất là dài nha cô chú anh chị. Bởi vì em mới vô cái chậu cao như thế này. Đế sổ rất là dài đẹp. Chiều cao của cây là 90 ạ. À. Tán ngang là 90 ạ. À. Dạ. Cái đế nó cuộn rất là đẹp nha cô chú anh chị. Rất là già và đẹp luôn. Hoành em đâu vị trí này là 11 rưỡi tính 11 ạ. À. Dạ, cây này nó xuyên hoa ra hoa quanh năm ạ. À. Mã số 36 em xin Zalo cô chú anh chị là 850.000. Dạ. Mã số 37 cũng là một cây giấy cẩm thạch tím tiết cái bông Mỹ ạ. À. Chiều cao của cây là 60. Tán ngang là 65 ạ. À. Cái giọng này là nó xuyên hoa nha cô chú anh chị. Hoành đến vị trí này là 10 ạ. À. Mã số 37 em xin Zalo cô chú anh chị là 250.000. Dạ, mã số 38 là một cây giấy cẩm thạch hoa màu đỏ nha cô chú anh chị. Đợt này em về lại những cây này cũng có số lượng ít à. Dạ. Cái tàn nó người ta mới cây lại nên cũng hơi nhỏ vậy cô chú anh chị, mình chăm là nó mau ra tàn lắm nha cô chú anh chị. Dạ, chiều cao của cây là 90.
tán ngang là 60. Dạ. Hoành em ra vị trí này là 9 ạ. Mã số 38 em xin giao lưu cô chú anh chị là 150.000. Giá này làm bao ship cho cô chú anh chị mình tới tận nhà. Dạ, mã số 39 cũng là cây giấy cẩm thạch hoa màu đỏ nha cô chú anh chị. Màu đỏ đậm rất là đẹp. Dạ, chiều cao của cây là 70. Tán ngang là 60. Dạ. Hoành cây này là 10 ạ. Mã số 39 em cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 150.000. Dạ, mã số 40 cũng là một cây giấy cẩm thạch hoa màu đỏ ạ. Chiều cao cây là 80. Tán ngang là 55 ạ. Những cây này rất là cao và cũng rất là nặng mà em bán 150.000 rất là rẻ nha cô chú anh chị. Quạnh đầu vị trí này là 8 ạ. Mã số 40 em xin giao lưu cô chú anh chị cũng là 150.000. Dạ, mã số 41 cũng là một cây giấy 5 màu ạ. À, màu trắng phớt hồng, màu tím tuyết, màu vàng, màu hồng lợt. Với màu, đúng không? Là 5 màu. Dạ. Màu vàng, màu hồng, màu tím tuyết. Chiều cao của cây là 90. Tán ngang cũng là 90. Hoành cây này là 13. Dạ. Mã số 41 cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 400.000. Dạ. Mã số 42 là một cây giấy tím nhỏ, là một cây giấy cẩm thạch, nó nhỏ hoa màu tím. Giấy bột Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 60. Tán ngang là 55 ạ. Dạ. Dòng này nó xuyên hoa nha cô chú anh chị, nó ra hoa lúc 3 năm. Hoành đầu vị trí này là 14 ạ. Dạ. Cái sổ rất đẹp ạ. Mã 42 xin giao lưu cô chú anh chị là 250.000. Dạ, mã số 43 là một cây giấy đỏ lửa ghép Mỹ ạ. Chiều cao của cây là 75. Tán ngang là 60 ạ. Hiện cây lên mật bông rất rực rỡ nha cô chú anh chị. À, hoành đầu vị trí này là 16 ạ. Cây này rất là lực ạ. Mã số 43 xin giao lưu cô chú anh chị là 550.000. Mô Phật. Dạ, mã số 44 là một cây giấy cẩm thạch đổi màu ạ. Cam đổi màu, một cam chuyển qua màu hồng rất là đẹp ạ. Chiều cao của cây là 90 ạ. Tán ngang là 70 ạ. Dạ. Cây này dáng cao đẹp ạ. Hoành đầu vị trí này là 12 ạ. Đế Mỹ nha cô chú anh chị. Đế rất là đẹp và lạ. Mã số 44 xin giao lưu cô chú anh chị là 550.000. Dạ, mã số 45 là một cây giấy màu mới là màu dưa hấu ghép Úc Mỹ nha cô chú anh chị. Dạ, hiện đang lên mặt bông, mặt bông nó màu nó hồng hồng, pha nhẹ tí xíu cam rất là lạ. Chiều cao của cây là 80. Tán ngang là 80 luôn ạ. À. Hoành em đo vị trí này là 15 ạ. À. Mã số 45 xin giao lưu cô chú anh chị là 400.000. Dạ, mã số 46 cũng là cây giấy màu dưa hấu ghép Bắc Mỹ ạ. À. Màu mới nha cô chú anh chị, màu này rất là đẹp và lạ. Nó có hồng hồng pha chẳng cam màu cam trong đó. Chiều cao của cây là 65 ạ. À. Tán ngang là 90 ạ. À. Hoành em đâu vị trí này là 15 ạ. À. Mã số 46 cũng xin giao lưu cô chú anh chị là 400.000. Dạ, mã số 47 cũng là một cây giấy cẩm thạch màu hoa màu tím ạ. À. Chiều cao của cây là 60.
Tán ngang là 45 ạ. Dạ. Quanh đâu vị trí này là 13 rưỡi đến 13 ạ. Đấy đẹp nha cô chú anh chị. Dạ, mã số 47 xin lô cô chú anh chị là 300.000. Dạ. Đây cũng là mã số cuối cùng bên nhà vườn của em ạ. Cuối clip em kính chúc cô chú anh chị có buổi xin clip vui vẻ ạ.